đơn vị nào đấy em ơi? Ở đâu ấy? Ở bên nào đấy em? Mỹ Đức. Mỹ Đức à? Bên kia là bên nào? Cầu Giấy. Cầu Giấy à? Đây là góc đài xanh là Mỹ Đức, và bên góc đài đỏ kia là Cầu Giấy đây. Trận thứ 18 buổi chiều ngày 25 tháng 11 năm 2019. Mỹ Đức và Cầu Giấy. Trọng tài Nguyễn Thị Thủy, chị gái nhất giải. Trọng tài cũng xinh, bạn trọng tài lại rất xinh gái. Quay các bạn xem, trọng tài nữ rất xinh gái. Đấy, quá xinh luôn, trọng tài xinh nhất giải. Xinh nhất giải trọng tài khác. Đấy, các bạn thấy không? Có Hà Nội trọng tài rất xinh. Cần to bao giờ ra là... Ui! Bộ đội đánh giá rất nhanh không đây rồi. Lao găng. Quyệt găng, lao găng. Công nhận đòn đánh giá không nhỉ? To đánh ấy bao giờ cũng hiệu quả. Ra đòn thì không tranh vàng hạng cân 54-57 nhưng mà đánh rất hiệu quả. Đòn rất có lực. Tôi thấy vào đài của góc đài đỏ rất hay. Cũng hơi xong ra đánh Nga được. Tạt trúc vừa rồi hiệu quả đánh Nga. Lao găng. Công nhận là đánh Nga ở góc đài đỏ. Đỏ rất bình tĩnh. Tập trụ ngã rất hay. Tốt, đòn chân phải góc đài xanh. Ra ra có đòn. Hết giờ hiệp 1.
bạn được xem mấy giọt chiêu nhảy lên của bài đỏ. Giải nhắc nhở không ra ngoài đạn. Hai cả hai. Hai đòn cả bên dưới tay rất nhanh, sang đây rất nhanh. Chuyển chân rất nhanh. Tập tài chưa hết giờ. Ở hiệp thi đấu thứ ba, thì đạo viên các bạn xanh xin dừng cuộc chủ vận động viên có cờ đỏ. Xin